Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin dự báo thời tiết hôm nay. Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài. Tại Hà Nội hôm nay trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay tại Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng mới. Với Bắc Bộ, nắng nóng tập trung ở Hòa Bình sang đến Đồng bằng Bắc Bộ. Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Hòa Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Hà Nội, Việt Trì từ 35 đến 36 độ, các nơi khác trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Với Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay cho biết nắng nóng xảy ra ở nhiều thành phố như Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế, Hội An, Tuy Hòa, Quảng Ngãi, Phan Thiết với nhiệt độ cao nhất là 35 độ. Từ ngày mai, mức độ nắng nóng ở Trung Bộ gay gắt hơn và có thể kéo dài cho đến hết tuần này. Với thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ, theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa dông tiếp tục xảy ra vào buổi chiều. Vùng mưa xuất hiện trên một nửa diện tích khu vực. Cục bộ sẽ có điểm mưa to đi kèm theo gió giật và sấm sét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 45 đến 60%. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp 45 đến 65%. Ngày mai ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 55%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 60%. Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45 đến 65%. Cảnh báo từ ngày kia thứ 5 đến thứ 3 tuần tới, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày kia thứ 5 ở phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày kia, nắng nóng ở Nam Bộ dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng vùng núi phía Tây 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, cao nhất từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất đạt 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất đạt 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh, báo động mực nước thấp kỷ lục tại Hồ Trị An. Kính thưa quý vị, Hồ Trị An khu vực tỉnh Đồng Nai đã bị cạn trơ đáy, khô khốc, nứt nẻ và thủy điện Trị An đã về mức sát mực nước chết. Nguồn nước để cung ứng cho 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn được kiểm soát tốt, tuy nhiên hiện đang là mùa khô, ít mưa thế nên các ngành chức năng cũng đang tìm cách điều tiết phù hợp, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Hồ Trị An này rộng khoảng 323 km2, hình thành từ công trình thủy điện Trị An và trên hồ có 76 đảo lớn nhỏ. Vào mùa mưa, Hồ Trị An liên tục có lượng nước lớn, có những thời điểm phải xả tràn. Nhưng vào mùa khô, Hồ Trị An thường có mực nước xuống thấp, nhiều đoạn bị cạn. Đây là công trình trọng điểm quốc gia đảm nhiệm chức năng đẩy mặn, điều tiết lũ cho vùng hạ du, cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho trên 10 triệu người dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và phát điện. Tuy nhiên, với sự sụt giảm nghiêm trọng của lượng nước trong hồ đã khiến ngành chức năng không khỏi lo lắng. Theo người dân địa phương, hàng năm vào tháng 5 đến tháng 6, Hồ Trị An thường bị khô cạn nhưng chưa năm nào hiện tượng cạn xảy ra lại nặng như năm nay. Đại diện công ty Thủy điện Trị An cũng cho biết, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai sẽ bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết sẽ mát hơn nên có thể khi đó lượng nước Hồ Trị An sẽ được tăng cường. Tuy nhiên, để tránh tình trạng bị động trước nguy cơ có thể thiếu hụt nước, đơn vị đã có công văn gửi các tỉnh thành nhằm phối hợp xử lý, đồng thời tuyên truyền đến người dân và các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, tránh lãng phí nguồn tài nguyên nước quý giá. Thưa quý vị, đợt mưa lớn vừa qua, trên tuyến đường bờ Tây kênh Cần Lố, đoạn thuộc khu vực chợ Nhị Mỹ ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến việc lưu thông và cuộc sống của người dân. Đoạn đường bị sạt lở có chiều dài khoảng 50m, ăn sâu vào bờ từ 4 đến 5m. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng uy hiếp 5 căn nhà của người dân. 135m2 đất tại khu vực sạt lở bị rơi xuống kênh, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông vì mặt đường bờ Tây kênh Cần Lố chỉ còn rộng hơn 1m. Anh Trịnh Xuân Nghĩa có nhà ở ngay khu vực sạt lở cho biết, vài ngày trước khu vực này xuất hiện những vết nứt. Người dân địa phương đã đến báo với Ủy ban Nhân dân xã Nhị Mỹ. Để đảm bảo an toàn, anh Nghĩa và người dân ở gần đã di rời hoa kiểng, vật dụng sang nơi khác nên không bị ảnh hưởng lớn về tài sản. Vụ sạt lở diễn ra cũng khá nhanh. Trong khoảng 5 phút là toàn bộ phần đất dài khoảng 50m bị sụp hoàn toàn xuống kênh. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo huyện Cao Lãnh và xã Nhị Mỹ đến hiện trường kiểm tra, nắm bắt tình hình và báo cáo cấp trên. Chính quyền địa phương đã làm rào chắn cảnh báo sạt lở, tạm thời cấm phương tiện qua lại, nhằm hạn chế sạt lở thêm cũng như để đảm bảo an toàn giao thông. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh Huỳnh Thanh Sơn cho biết, trước mắt địa phương sẽ nhanh chóng thực hiện gia cố tạm thời bằng biện pháp thả bao cát nhằm giúp ổn định chân bờ, ngăn chặn tình trạng lở thêm. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực sạt lở, Ủy ban Nhân dân huyện vừa đề nghị Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các ngành có liên quan xem xét hỗ trợ địa phương khảo sát thực tế cũng như kinh phí để khắc phục khu vực sạt lở và có dấu hiệu sạt lở trên địa bàn xã Nhị Mỹ. Theo ông Lê Cẩm Bình, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhị Mỹ, kênh Cần Lố là một trong những kênh lớn thuộc địa bàn huyện Cao Lãnh do cấp tỉnh quản lý. Liên tục trong nhiều năm nay, kênh Cần Lố nói chung, đường bờ kênh Cần Lố nói riêng đều xuất hiện điểm sạt lở. Tại bờ sông Cần Thơ, sạt lở làm 7 căn nhà bị ảnh hưởng. Vào khoảng 3 giờ ngày thứ hai tuần trước, vụ sạt lở bờ sông đã xảy ra tại khu vực ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh,
huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, khiến phần nhà phía sau của 7 hộ dân bị sụp xuống sông Cần Thơ. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Ghi nhận tại hiện trường, khu vực sạt lở là dãy nhà nằm ven sông Cần Thơ, có mặt tiền là tỉnh lộ 923, gần dốc cầu Trường Tiền, cách Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh khoảng 300m. Sau khi sạt lở xảy ra, lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ người dân di rời đồ đạc đến nơi an toàn, thống kê thiệt hại và phong tỏa hiện trường để người dân không vào khu vực có nguy cơ bị sạt lở, có phương án bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân. Ông Tô Kim Hải, 67 tuổi, trú tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng. Thời điểm trên, khi hai vợ chồng ông đang ngủ thì bị đánh thức bởi một số hộ dân bên cạnh và các tiếng động lớn phía sau nhà. Khi vợ chồng ông Hải vừa chạy khỏi nhà thì phía sau của căn nhà bị sụp xuống sông, cuốn theo một số tài sản của gia đình. Ông Nguyễn Văn Lắm, chủ ngôi nhà số 290 ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh cho biết, rạng sáng nay khi gia đình đang ngủ thì thấy căn nhà bị rung lắc mạnh, cửa không thể mở ra được nên ông hô hoán người dân thức dậy, di dời đồ đạc từ sau nhà ra phía trước. Khoảng 30 phút sau khi vợ chồng ông cùng người con trai chạy được ra ngoài, phần sau căn nhà với chiều dài hơn 6m đổ ụp xuống sông kéo theo một chiếc máy giặt và nhiều vật dụng chưa kịp di chuyển. Theo ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, vụ sạt lở đã ảnh hưởng 7 căn nhà nằm trên mặt tiền tỉnh lộ 923 với chiều dài khoảng 50m. Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã điều lực lượng tại chỗ khoảng 150 người, gồm công an, quân sự và các ban, ngành, đoàn thể của xã đến giúp người dân di dời tài sản. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh thông tin, khu vực bị sạt lở nằm trong dự án kè sông Cần Thơ và đã thực hiện xong công tác bồi thường cho người dân. Hiện một số hộ dân đang chờ tái định cư. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa thì người dân sẽ bốc thăm nhận tiền. Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, chính quyền địa phương đã di chuyển toàn bộ tài sản của họ ra khỏi vị trí sạt lở, tiến hành giăng dây, phong tỏa hiện trường và cương quyết không để người dân ở khu vực nguy hiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.